bao nhiêu tinh hoa, bao nhiêu gọi là vương miện chiến thuật rồi. Lại gặp cái ông quý ông tuổi 20 này, đúng không? Ừ, hình như lại gặp quý ông tuổi 20 rồi. Trận hồi nãy mà mình nuôi chó gát thì cũng ok rồi. Giai đoạn đọc fan cứng đây rồi à. Em tên Toàn, ok, hello Toàn. Hello anh Lã Đông Anh nha. Xem bao nhiêu rồi, 688 anh em đăng ký kênh à. 699 à. Lại gặp anh Cường à. Ông Văn Dũng à. Văn Dũng tên là ông quý ông tuổi 20 đúng không? Đây, ok ok, biết rồi biết rồi. Hello quý ông tuổi 20 nha em. Mình săn anh hay sao nhỉ? Hello boy họ Đặng. Cái đường link em post lên kênh nọ. À, cảm ơn Thành Phạm nha em. Cái gì đây? Giáp trụ khổng lồ, kiềm phép và nung chạy. Mình sẽ trận này nuôi thử cho gác xem sao. Ô trời ơi, độ chưa? Mà nuôi chó gát phát là định ra ngay đàn em. Đúng kiểu như là chúng ta có được nhà chó độ. Hồi nãy là bị lừa. Cái suýt chơi chó gát ở trận nãy chơi chó gát mà có cái kia thì ngon rồi, đúng không? Đột biến gì thế nào? Đột biến đòn đánh này hơi phế ở chút. Lại có nhiều tiền thế. Ua. Xem nào, 4 7 8 9 10. Ô, bắn nhầm thằng kia rồi. Đợi ra hai thằng Illaoi. Bắt cấp nào. Bắn nhầm thằng Illaoi mất rồi. Sorry. Ok ok. Hợp lý luôn nhờ. Chơi kiểu ấy luôn nhờ, cho gắt đam luôn nhá, cho gắt đam luôn nhờ. Đúng rồi, đây là kinh phụ của anh nha. Cho gắt cùng đao huyết kiếm mà chơi quả lấy lộ nhờ. À, rất là lâu rồi mình mới thấy một cái lõi thông thoáng như thế này. Bạn lớp 1B. Wow. Nếu bạn không có tướng trong hàng chờ vào cuối vòng đấu sẽ nhận 3 điểm kinh nghiệm. Ồ. Oh. Ngon đấy. Chơi cho gắt phiên bản ADC nha. Làm quả cho gắt ADC cho nó máu, máu lửa đi nhờ. Chơi liều luôn, vui vẻ chính quan trọng gì rank rủng anh em nhờ. Nào chơi hạt thì nó lại ra chơi hạt. Nào vui vẻ thì sẽ phải ta vui vẻ. Đây. Còn nghiện này. Đây qua sẵn cái đào cái mộ cho cái ông này đấy. Đào cái mộ nhẹ này. Đấy. Đấy. Chó bắt cùng đào hết kiếm. Ok anh Lã Đông Anh ơi. Hello Q. Chú gắt 3 cùng đao à. Mình có cái giáp trụ khổng lồ này nữa. Ồ, không được bất tử à. Cái giáp trụ khổng lồ này có bắt buộc là kẹp ấy không anh em nhỉ? Bắt buộc kẹp khổng lồ không nhỉ? Tướng khổng lồ to hơn và mạnh mẽ hơn. Họ đồng thời nhận 800 máu và được miễn hiệu ứng khống chế. Cho gắt 3 cùng đao. Không được thằng Võ Hải Nam này. Mình toàn đọc thằng comment của thằng Võ Hải Nam xong rồi mình bị ăn hành nha. Suốt ngày dụ drone một phát nữa thôi.
cay vậy. À, bắt buộc à? Ok ok, lô lương Nguyễn. Để mình kẹp thêm cái thằng đấy rồi. Vô cực găng, à được, được bất tử mà, bực bất tử mà, đấy. Anh em thấy cái hiệu ứng mà nó ấy không? Nó ấy, được bất tử mà. Làm quả huyết kiếm đó là binh này. Xong rồi chút thêm cái quả cuồng đao nữa. Ui rồi ôi. Chó nhà nó không không ấy đâu, không cắn đâu. Gì ngon bây giờ nhỉ? Ờ. Chuyện về cung mà. Ờ, đẹp luôn. Quá tuyệt vời. Còn sáng lên anh lại đâu anh ơi, nó sáng nhẹ lên phát. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh của mình nha. Cho quả Eloy vào này. Chuỗi thua 5 máu còn 5 à, chuỗi 5 còn 50 máu. Thế làm nổi chuỗi 10 không? Được. Được. Bao được. Được. Không sợ. Sợ gì? Em ba ngoài. Mấy chục máu bỏ. Anh hồi nãy 135 máu. 135 máu mà không được nổ hũ đây này. Buồn, rất là buồn luôn. Bảy trăm người đăng ký kênh rồi, cảm ơn anh em nha. Sau trận này thì mình sẽ custom cho anh em chơi vui. Nào lên 100 anh em thì tạo custom nha. Bên kia mấy trăm anh em, 300-400 anh em. Bên này chỉ không được 100 anh em đúng không? 100 anh em tạo ngay custom vui vẻ. Thằng này ai. Mưa đạn này nhìn có vẻ vui thế nhỉ. Ok. Ok Toàn ơi. Xem nào, quý ông thủ 20 thủ cũng mấy rồi nào. Rồi rồi. Mới hũ 1 thế hả em ơi. Rồi cho nổ hũ luôn rồi. Bất tử. Lại được nổ hũ tiếp rồi. À, mình sẽ bán tạm con Cassadin đi. Bây giờ bắt con này thì nó ấy quá. Rex sai, ok. Ở đây có bao nhiêu anh em rồi? 69 anh em. Những anh em rất là tốt với mình. Đừng tha hóa anh ơi, đúng rồi, không được tha hóa. Huyết kiếm này, cuồng đao này. Chưa gọi nha Bảo Tuấn ơi. Cái gì đây? Đây máu chưa biết là cái gì. Giáp lửa thì cũng tương đối ngon. Giáp lửa. Tốt này nó hơi sai nha Hải Nam ơi. Toàn bóp giá anh em thôi. Cái anh Hải Nam vãi. Suốt ngày dụ ngoại binh em ơi. Mắc khổ với thằng Hải Nam luôn. Làm quả này đi. Lâu lắm rồi mình thấy mới thấy một người chơi thông thoáng này đấy anh em ạ. Lâu lắm rồi. Em nổ hũ non rồi, ok, hũ non là ngon rồi đấy. Anh gọi là bao nhiêu, gọi là vương miện chiến thuật với cả
đồ đạc ở trong kia bây giờ cũng không mang đi theo được này. Ngoài chơi cho next đi. What's up Cường Đồng Mòi, hello Ngọc Giáp. Oh, Renata. Ba đầu sĩ. Oh, Renata này khá ngon này. Theo anh em mình có nên lấy cái ấy không nhỉ? 2% ra hai con này ngon đấy. Cái huyết kiếm hay là cái cùng đao nhỉ? Cái gì đây, hai ấn ngoại binh à? Xong rồi lại quý ông tuổi 20 này hơi mệt rồi đấy. Hai ấn ngoại binh này, chơi 7 ngoại binh thì ngon. Ok Hải Nam ơi, tha cho anh đi. Đam hơi yếu một chút anh em ơi. Hài quá. Ui, mãi đổi. Vậy mà vẫn thua được. Chán à. Phước lành vũ trụ. Phóng hỏa. Có cái giáp lửa rồi thì chắc là không cần phóng hỏa nữa. Độc hành thì cũng tương đối ngon. Xem nào. Chắc lấy phước lành đi. Xây 2. Độc hành à? Độc hành kiểu chơi khổng lồ này thì xếp trụ 5 trụ 7 lại này thì bọn nó mới sợ được em ạ. Oh, Nam Moon. Ui, ngon thế. Ui cái con Blitz này, Blitz đồ trâu quá, đồ quá trâu. Đánh có trăm đam à. Hài quá, gắt đam đúng hơi phế rồi. Làm nhẹ cái cuồng đao đi. Thôi lấy cái thìa đi. Thìa có gì lắp đột biến nhân tạo, còn bỏ con ấy đi. Nhờ anh em nhờ. Bỏ con này đi cũng được này, đột biến này 75% tỷ lệ. Chơi bò đột biến cũng khá ngon, đỡ tốn slot. Gậy à. Em lỡ lấy thìa mất rồi anh Lã Đông Anh ơi. Thèm thìa quá. Giờ chút ra gậy với cả ấy này. Sợ không lên nổi 5 đột biến này. Chơi chó em chắc em luôn được cấp 7 thôi anh Lã Đông Anh. Cấp 8 cũng được. Ra gì chơi nấy. Ui bạn Nam Moi này mạnh quá. Bạn này cứ dí mình nhở, dí mình là sao nhỉ? Renata này sợ ấy quá, không chơi được này. Bán Renata đi nhá anh em nhé, không chơi được Renata đâu. Tham thầm ấy, tuy là nó độ mình sớm nhưng mà cũng phải là biết chừng mực nhở. Này vào đây. Này thì cũng tương đối ngon.
tóc tán thằng Tiến à. Từ 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 từ. Tám nhận thua chứ mày mà top 8. Ui mày ông này lấy cái lõi, mấy cái lõi gì vậy? Kiểu cái lõi thông thoáng đấy ít người chơi vãi. Quý ông à, quý ông. Ông hũ đâu rồi? Đây. Hũ mới một thôi à em. Nuôi hũ đi chứ, hũ to vào chứ. Hũ to vào. Ồ. Xong rồi. Mình được nổ hũ rồi. Trận ngày này thua thì ngon hơn, không mất nhiều máu lắm. Seju Vi. Này ở đây. Chút nữa ra một cái kháng phép là ngon này. Nổ hũ rồi à. Đấy gậy đây rồi anh lại đông anh ơi. Ui giời, không có kháng phép nhỉ. Ô giác. Ồ quên bắt giác rồi. Ui Raven này. Cái này cũng ngon này. Chú gắt 2 đi. Đây đỡ ơi đỡ ơi. 4 đột biến thì sẽ lấy Vi đột biến thì cũng ngon. Thôi trận này mình không chơi con Raven được, bán luôn. Jerry cần đồ gì chuẩn à? Jerry thì em cứ phang cho anh mấy cái đồ như kiểu Raven hoặc là Zin gì đấy. Nó mạnh được. Ui ông này cấp. Ô ông này kiểu lấy lõi dị bây giờ cũng có bách rồi. Ui trời đen này. Nhìn này cấp 8 sớm này. Phê đây. Rek'Sai. Bàn tay công lý cũng mạnh. Rất là cần 5 đột biến à. Đi cho em lấy kháng phép rồi anh Lã Đông Anh ơi. Không sao không sao. 5 đột biến bao nhiêu phần trăm nào? 75% tỷ lệ. Ô nếu như mà đã hiếm kháng phép rồi cho mình sẽ lắp một cái này đi. Bàn tay đi anh em ơi. Tại vì đang cần cái kháng phép. Thay vì lắp huyết kiếm thì mình sẽ lắp luôn cái này cho giữ máu. Cái bàn tay này cũng rất là ngon. Cào hai vậy. Piu, piu. Nice. Thì liều cấp 8 thì sao? Còn cấp 8 còn có ấy được. Mazaha Blitz này hơi mệt này. Blitz kiểu trâu nó đốt máu này. Lucy Quách này cũng khá là xanh. Freedom. Oh. Mấy đấy, bạn này spam tái chế nhiều quá. Hũ 4 rồi. Quý ông này có vẻ hơi mệt quý ông đấy. Phew. Phew. Thôi thì cho em thêm một slot cũng được. Bất tử. Cái bất tử hài vậy. Ô, cứ bị con này nó đấm nhở. Xem là có kháng phép không nào. Có cách xa. Ừ, kháng phép một tiền kìa trời ơi. Nó nhỏ thì thôi chứ bắt buộc phải lấy cái kháng phép này thay vì Kai'Sa. Kai'Sa một trời một vực luôn, tại sao không phải là kháng phép Kai'Sa?
Nhờ. Quá là buồn. Cả vét cái xa là gọi là cực kỳ ngon luôn. Thôi anh em có nên chơi bò đột biến hay là là ấy nhỉ? Vi đột biến thì đang có cảnh binh với cả đấu sĩ rất là ngon. Đang đang đội hình châu anh lã đông anh ơi. Khổng lồ là em thấy nó cũng hơi nguy hiểm vì hơi hơi tốn slot đấy. Chỗ gắt tấu hề rồi mà tấu hài rồi sức sống mới 250 máu lấy cái trí tuệ siêu công nghệ hay là lấy cái sức sống mới này nhỉ. 10 giây giao tranh trí tuệ à? Trí tuệ hay sức sống này, 3 năng lượng mỗi giây. Mười giây giao tranh thì à, khó thế. Thì ít con cầm trang bị quá. Sức sống mới. Sức sống mới đi. Chết rồi, xử lý không không ấy rồi, không không quyết đoán này. Đau quá. Như thế này tám máu không biết có lật được hay không này khó quá. Giờ mình sẽ roll cố xem là có lên được chó gắt 3 hay không đây. Một cái giết khổng lồ. Ô Nico. Xem run cố nha anh em nhá. Cho'Gath Alistar. Vì Alistar 2. Ok. Ra trời. Rồi xong quý ông tuổi 20 gặp anh là nhọ rồi. 7 trận này cũng khá là nhiều đấy. Này thì quý ông tuổi 20. Galio đột biến à. Vì từ từ. Đăng kèm. Vì nó đang khống chế anh rồi.
Vi này có Vi thay này. Để Vi thay đi. Đừng bỏ thế. Cho gát tăng Ken chứ là. Cho này. Ok. Vận dụng không biết chơi ngoại binh á. Rồi nha, lật kèo nha. Có gì ngon ngon nào. Thêm một đột biến nữa cũng khá ổn. Xem bây giờ check xem có ai có phong kiếm hay là gì không đây này. Anh cứ đấm chết em rồi. Anh xin lỗi nha. Anh cũng đâu có muốn. Anh đang dãy chết đành đạch đây này. Dãy đành đạch đây. Cho tăng Ken ăn con này không nhỉ. Cho nhiều máu. Ôi không đó ra gì hết. Hôm này. Hôm này. Này. Hey, giờ lên chó gắt 3 thì mới là vấn đề đây, 25%. Lucy quách. Bạn này giữ máu tốt đấy. Boom. Như anh em khổng lồ. Khổng lồ. Pon. Đùa với hai anh em khổng lồ như tôi. Khổng lồ chơi vui phết anh em ơi. Chơi hay mà. Ô có đầu sĩ này. Đây là đầu sĩ không nhỉ. Bốn đầu sĩ. Lấy cái đầu sĩ đi. Bố đầu sĩ cho Châu nha anh em nhá. Galio đầu sĩ luôn nhở. Vậy đầu sĩ Galio rồi. Xem là cho gát này. Mazaha Alista. Tăng Ken Kai'Sa. Mất một slot one à. Nhưng đầu sĩ được gấp đôi máu anh ơi. Cả đội luôn mà. Còn đầu sĩ thì nó nhiều máu hơn. Nhận gấp đôi lượng máu đó, nhận thêm 400 máu. Ôi mạnh phết nhở. Những ảo phết. Anh Tâm Ken cho em đồ nè. Dậy. Sai này. Này mình sẽ gặp bạn này. Big size 3 thì khá ngon đấy. Từ từ anh em ơi, không vội. Nhưng không được vội. Big size 3 là trâu lắm. Kiểu nó có ấy luôn mà. Gấp đôi máu cộng thêm đòn đánh mà. Bạn này không có diệt khổng lồ. Ơ Galio của mình đó. Ừ
Rick Saiba này, ok. Tăng Ken cộng 150 máu, gấp đôi máu. Ừ. 14 để kiếm đồ, tặng toàn đồ thủ thôi anh em ơi. Ây da, da. Này cho tăm Ken này, cho em hai thằng ấy nữa nào. Sao cháu gắt roll khó nhở? Sắp lửa lắp được một cái rồi anh ơi. Đây con nữa đi, làm ơn. Nice. Ui sao mình vừa nhìn thấy một cái ánh hào quang nó xuyên qua hết đường này luôn, một cái ánh hào quang vàng khe luôn anh em ạ. Cho gái này bao nhiêu máu nào? 6.000 máu bao nhiêu đâu? Ít người. Đúng rồi, ôi nhờn mấy à? Chó nhà nó không cắn đâu, chó ở ngoài nó không cắn đâu. Giờ kẹp cái gì đây nhỉ? Kẹp cái gì đây ta? Theo anh em bây giờ mình nuôi chó hay là để tiền úp cấp 9? À nuôi ấy bây giờ hay lại để tiền cấp 9 nhỉ? Tại vì 56 máu. Nuôi tăm Ken đi nhỉ? Nuôi tăm Ken đi. Liều thì chơi liều luôn chứ. Ken bây giờ cho mình đồ đạc gì, máy chiếu hay là gì đấy, mình đỡ. Thế mà không có phong kiếm hay là gì hết. Uinh. Nhưng Ken không có đa không có đổ được. Hai vãi. Làm gì có Văn Dũng, anh phải xài Nico đấy. Anh phải xài Nico đấy Văn Dũng ạ. Nico mãi mới ra được đấy. Đâu phải cấp 8 5 tiền 2 đâu. Xài Nico cho thằng Galio đấy. Hôm nay không có quỷ thư rồi. Hôm nay có ôi hơi bị nhiều giáp lửa đấy. Nhờ. Rồi xong rồi BD cứu bự đi rồi. Bạn này không có diệt. Ô, đồ ngẫu nhiên ra cái quỷ thư này cũng khá ngon rồi nha. Không đùa được nha. Em Galio của mình đây. Hai quá. Ching 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 chống trang cha. Ching ching chanh ching chanh cháu. Bên này thì sao đây? Kẹp ngoại binh nữa là đẹp. Suốt ngày ngoại binh thôi. Oh lại thêm một cái diệt. Oh mình sẽ lấy cái phong kiếm đi anh em ơi. Phong kiếm nguy hiểm lắm. Oh cái diệt mình cũng ma sợ quá. Mình sẽ lấy phong kiếm hất tung mấy cái con chủ lực cho nó chắc, chứ mình mà bị hất tung mấy con kia là coi như là cút luôn, không làm ăn gì hết nữa. Trận này mình sẽ gặp Lucy Quách. Oh, ô thần tượng à, nhớ rồi. Nhớ thần tượng rồi nhá. Vệ sĩ được bao nhiêu giáp? 80 giáp cũng tương đối ngon. Ủa ông này có diệt rồi.
được không ạ? Nó bất tử chứ nó dạng vừa đâu. Silco. Ok. Sao mic nó nhỏ quá, nó anh mệt quá rồi. Livestream 4 tiếng đồng hồ rồi. Nó hơi nhỏ tí anh em thông cảm. Ô biết rồi, nó hít trong con Victor đi nhỉ. Quên mất. Mãi tâm kèm cho mình một đồ, trong khi mình đã cho nó bao nhiêu là tiền tài của cải của mình. Nhớ anh em nhỉ, bao nhiêu tiền cải, tiền tài của cải. Cuồng đao, ok. 56 tiền. Này. Có gì lắp hết luôn nha anh em nhá. Không tiếc nữa. Biết là mình thích nhau, còn chuyện xa hơn thôi để tính sao. Vex cùng đao cho tâm ken hay là cho ấy nhỉ. 56 tiền, ok, lên lỗn. Lên cái vệ sĩ này. Tèo 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 tèo. 1, 2, 3, 4. Ok. Ui, Canary có cái giết khổng lồ. Ui, mạnh thật. Vãi nổi quá. Ui, bị thua, mình bị thua bản sao này. Ảo thế. Rome. Lazy. Gì nick? Không có cảnh binh. Mình cận bị cái gì ấy. Mình sẽ cho này đi. Ui đổi rồi. Ừ, đấm được thằng kia rồi. Hài vãi. Cố lên. Ô. Bay đi, bay đi, bay đi Galio ơi. Uinh, hút máu, hút máu, hút máu nào. Ừ, mày thế. À, xa. Braum. Braum. Ở đây còn 2 tiền thôi à? Cho ăn cái con này đi. À. Biết là. Ui đổi nhanh thế. Ảo à, lừa. Tung được con kia cũng được rồi.
Ủa, đâu rồi? Nó đâu rồi? Đây, chẳng này cũng được. Ôi rồi, thằng em có 7.000 máu thôi mà. Phew. Ok, anh em đang xem đừng quên để lại cho mình một like đăng ký kênh nha. Mãn đồ nhãn chưa? Quả lật kèo cho gát này thì đúng gọi là siêu con mẹ nó phẩm luôn. Siêu con mẹ nó phẩm.